Nhận định bóng đá Ba Lan với Ả Rập Xê út. Trong bốn đội ở bảng C, Ả Rập Xê út có vị trí trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thấp nhất hạng 51. Tuy nhiên, chính đại diện châu Á mới là những người đang giữ vị trí đầu bảng sau lượt trận đầu tiên. Cơn địa chấn mà huấn luyện viên Hervé Renard và các học trò tạo ra khiến cục diện bảng đấu thêm thú vị. Các cầu thủ Ả Rập Xê út đang đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử đội nhà lần đầu tiên vượt qua vòng bảng của một kỳ World Cup phiên bản 32 đội. Điều đó sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục gây bất ngờ để có thêm 3 điểm ở lượt trận thứ hai hoặc một trận hòa cũng là kết quả không tồi để nuôi hy vọng. Ả Rập Xê Út áo xanh phòng ngự rất hiệu quả trước Argentina. Trên lý thuyết, Ả Rập Xê Út đã đánh bại đối thủ mạnh nhất bảng. Độ khó của những thử thách tiếp theo giảm đi, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò huấn luyện viên Hoverenat được phép tự mãn vào lúc này. Xét về thực lực, Ả Rập Xê Út vẫn là đội chiếu dưới. Tiếp cận trận đấu bằng chiến thuật phù hợp và vận hành hiệu quả là cách để một đội bóng như Ả Rập Xê Út đối phó với các đối thủ mạnh hơn. Họ đã làm rất tốt ở cuộc đối đầu Argentina với một ý đồ táo bạo, dâng cao hàng phòng ngự để luôn có nhiều người trong vùng hoạt động của Lionel Messi. Tuy nhiên, cách chơi đó chưa chắc có hiệu quả khi Ả Rập Xê Út chạm trán Ba Lan. Ngôi sao số 1 của đội bóng châu Âu, người có thể xoay chuyển trận đấu trong khoảnh khắc, hoạt động ở gần khung thành hơn, đó là Robert Lewandowski đội trưởng Ba Lan đã bỏ lỡ một quả phạt đền ở trận gia quân, khiến đội nhà lỡ cơ hội chiến thắng. Khác khao ghi bàn của Lewandowski lúc này có lẽ không khác gì chiếc lò xo so bị nén đang rất muốn bung ra thật mạnh. Các cầu thủ Ả Rập Xê Út đang đứng trước cơ hội tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử đội nhà lần đầu tiên vượt qua vòng bảng. Điều đó sẽ xảy ra nếu họ tiếp tục gây bất ngờ để có thêm 3 điểm ở lượt trận thứ hai hoặc một trận hòa cũng là kết quả không tồi để nuôi hy vọng. Trong 4 đội ở bảng C, Ả Rập Xê Út có vị trí trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thấp nhất hạng 51. Tuy nhiên, chính đại diện châu Á mới là những người đang giữ vị trí đầu bảng sau lượt trận đầu tiên. Cơn địa chấn mà huấn luyện viên Hervé Renard và các học trò tạo ra khiến cục diện bảng đấu thêm thú vị. Ả Rập Xê Út áo xanh phòng ngự rất hiệu quả trước Argentina. Đội trưởng Ba Lan đã bỏ lỡ một quả phạt đền ở trận gia quân, khiến đội nhà lỡ cơ hội chiến thắng. Khát khao ghi bàn của Lewandowski lúc này có lẽ không khác gì chiếc lò xo so bị nén đang rất muốn bung ra thật mạnh. Tuy nhiên, cách chơi đó chưa chắc có hiệu quả khi Ả Rập Xê Út chạm trán Ba Lan. Một sao số 1 của đội bóng châu Âu, người có thể xoay chuyển trận đấu trong khoảnh khắc, hoạt động ở gần khung thành hơn. Đó là Robert Lewandowski. Trên lý thuyết, Ả Rập Xê Út đã đánh bại đối thủ mạnh nhất bảng. Độ khó của những thử thách tiếp theo giảm đi nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò huấn luyện viên hverenat được phép tự mãn vào lúc này xét về thực lực ả rập xê út vẫn là đội chiếu dưới tiếp cận trận đấu bằng chiến thuật phù hợp và vận hành hiệu quả là cách để một đội bóng như ả rập xê út đối phó với các đối thủ mạnh hơn họ đã làm rất tốt ở cuộc đối đầu argentina với một ý đồ táo bạo dâng cao hàng phòng ngự để luôn có nhiều người trong vùng hoạt động của lionel messi chân sút của barcelona phải ghi bàn hoặc làm cách nào đó để cùng đồng đội giành chiến thắng Ba Lan cần 3 điểm để không phải lao vào cuộc chiến sinh tử với Argentina của Lionel Messi ở lượt đấu cuối. Dự đoán, Ba Lan không Ả Rập Xê Út không.